Đài OBS News tiết lộ Hyun Bin và Son Jae-jin sắp kết hôn. Tối mùng 2 tháng 11, đài OBS News bất ngờ đưa tin Hyun Bin và Son Jae-jin sắp kết hôn, khiến công chúng xôn xao. Như trước đây, tin đồn cặp đôi hạ cánh nơi Anh kết hôn chỉ xuất hiện thông qua dữ liệu do người hâm mộ tự tìm kiếm, thì lần này đã được một đài truyền hình lớn của Hàn Quốc tiết lộ khiến người hâm mộ rất vui mừng. Nhà đài cho biết, tin đồn về một cuộc hôn nhân sắp xảy ra xung quanh cặp sao hàng đầu cùng tuổi K-pop là Hyun Bin và Son Jae-jin đã xuất hiện trở lại. Nhiều người hâm mộ đã từng hy vọng rằng Hyun Bin và Son Jae-jin trở thành một cặp đôi và điều ước đó đã thành hiện thực hồi đầu năm. Một số báo cáo cho rằng Son Jae-jin và Hyun Bin đã thanh lý tài sản để thực hiện chuẩn bị cho cuộc hôn nhân. Tuy nhiên vẫn có thông tin cho rằng đây chỉ là thương vụ mua bán bất động sản hiện có của họ trong quá trình chuyển đến một căn penthouse ở Guri. Được biết cả hai đều có chung sở thích chơi golf. Họ thường đến sân golf và hẹn hò bất cứ khi nào có thời gian. Kể từ khi được trang Dispatch khui vào ngày 1 tháng 1 năm nay, Hyun Bin và Son Jae-jin đã trở thành cặp đôi hot nhất nhì showbiz Hàn, nhận được sự ủng hộ của công chúng. Hầu hết người hâm mộ đều mong sẽ có một đám cưới thế kỷ của cặp đôi. Thời gian gần đây, cặp đôi hạ cánh nơi Anh bị bắt gặp cùng nhau đi mua đồ như vợ chồng Son. Tối mùng 2 tháng 8, tin đồn cặp đôi đã dọn về sống chung lan rộng với thông tin cả hai ngôi sao đồng loạt bán nhà. Hồi đầu năm, Hyun Bin mua căn hộ penthouse sang trọng giá 4,8 tỷ won, khoảng 98,9 tỷ đồng tại Guri, tỉnh Gyeonggi. Mặc dù đã phủ nhận việc mua căn hộ để cưới Sejongji, nhưng việc cả hai đồng loạt bán nhà tại Seoul đã dộn lên thông tin cặp đôi dọn về sống chung tại căn penthouse ở Guri của Hyun Bin và chuẩn bị cho đám cưới. Hyun Bin và Son Jae-ji cùng sinh năm 1982, cả hai công khai hẹn hò khi đã 38 tuổi, thừa nhận mối quan hệ tình cảm trong buổi họp báo phim Hạ cánh nơi Anh. Nhưng thực chất, cặp đôi nảy sinh tình cảm từ lần hợp tác năm 2018 của bộ phim Cuộc đàm phán sinh tử. Dù không đóng cùng nhau nhiều phim, nhưng mỗi lần đóng cặp, sự ăn ý của cặp đôi nhận được nhiều tình cảm của khán giả.